Sáng thức giấc thấy sao đẹp hơn hôm qua, khép đôi mi lại không thấy ta là ta ta ta. Thế thôi đi, đừng có ồn ào nữa được không? Đang làm việc. Sao căng? Đang làm việc. Trời ơi, làm việc mà căng thẳng quá thì mình giải trí chút xíu. Mình quay qua đây mình ngắm người đẹp hát hay. Quay tiếp đi. Ngại gì? Cái gì vậy Du? Đi ra chỗ khác ăn được không? Ăn mà cứ chớp chép vậy sao anh tập trung làm việc được? Thì anh làm việc đi. Bộ anh suy nghĩ bằng tay hả? Em nghe nhúc nhíp á, thì anh không làm việc được hả? Trời đất ơi, hôm nay dám chả chèo anh kiểu đó nữa hả? Em muốn ăn đòn đúng không Du? Em muốn ăn kẹo hơn là ăn đòn. Đi vô khác chơi. Trời ơi, trời ơi, cái gì vậy? Trước nhà có nguyên một cái ủ mối. Thì có cái ủ mối nhỏ xíu thôi, có gì đâu phải la làng vậy anh. Em nghĩ sao nó nhỏ xíu, nó cao gần tới đầu gối của anh rồi nè. Em thấy hả? Sao không nói với anh? Em để như vậy rồi nó bò vô nhà làm hư hết rồi trong nhà thì sao? Thì em có lý do. Lý do gì? Quên hả? Quên còn ngồi ở được nữa hả? Đi ra ngoài, đi ra coi nó như thế nào. Dạ luôn hả? Đi! Đi làm việc mà! Đi! Sao? Trời ơi! Bá cho bự á! Bự cho bá luôn á! Sao hôm qua thấy nó còn chút xíu rồi sao hôm nay nó bự với ta? Ê Su! Hôm ấy em đừng ăn kẹo nữa. Em rỉa gỏi của mấy con mối á. Cho anh lớn lẹ giống mấy con mối. Ăn kẹo hoài riết đẹp nghét à. Gì vậy? Anh không muốn tình trạng này xảy ra đâu. Người ta thường nói nhà lắm mối tối năm không đó. Đúng rồi. Trời ơi, có ổ mối bự hơn tôi luôn á trời. Anh Huy, là anh nói cái gì? Lắm mối tối năm không. Vậy mình nên để đi. Sao vậy? Để em còn nằm ở không nữa, chứ em làm gì cái em mệt quá. Chết quá. Trừ hết tiền lương em quá à. Bây giờ sao? Giờ sao cô? Tính sao Huy? Từ đó giờ con không có kinh nghiệm trong chuyện này. Phải tìm cách diệt nó thôi chứ sao vậy? Bằng cách nào? Phải lên mạng tìm chứ giờ anh hỏi anh sao anh biết? Nghĩ là nó vô nhà mình nó cỡ bất hợp pháp vậy mình phải báo chính quyền bắt nó đi thôi. Nhảm! Bắt anh á! Lao! Từ hồi nào tới giờ cái khu mình ở không bao giờ có mối. Tại sao bây giờ xuất hiện ở đây? Wow! Chắc chắn đây là có điềm. Điềm gì cô? Điềm tốt. Không điềm tốt thì là điềm xấu. Nói quỳ vố mà con tưởng đâu cô biết. Không biết mới nói. Nói đúng là chim tính rồi. Bây giờ vậy, cô Lan sẽ đi đánh số đề. Hên là trúng, không hên là thua. Nói gì cũng có miếng lời vậy cô? Không biết mới nói. Nói đúng là chim tính rồi. Đi trước đó. Ủa rồi giờ sao anh Huy? Thì tìm cách giải quyết thôi chứ sao. Thôi vô nhà trước đi. Đi em. Vô. Anh hai. Mì Bella à? Anh khỏi cần phải hỏi. Em bận rồi anh thấy đi. Em rất nhiều việc, rất nhiều việc. Em không làm được. Cho 1 triệu. Cho 1 triệu đâu? Trong túi quần anh nè. Quên mặc quần ngủ không có túi em. Túi áo đúng không? Chột cái. Lộ. Em lấy hết luôn nha. Em lấy hết đi. Nghĩ sao phá giùm anh ổ mối là được rồi. Cảm ơn anh. Đây, có mặc bộ đồ này không? Có, như này đủ rồi. Trời ơi. Chị không? Làm phụ cho. Nghĩ sao vậy? Nhà gì sống vì tiền bạc. Nè, tôi nè, không bao giờ bị mua bởi tiền bạc đâu.
trời đất ơi. Bánh bên này nè, qua khúc nè, hướng bắc nè. Nè, cái gì vậy? Anh đang làm gì vậy? Đang chơi game. Anh rảnh quá hả, bây giờ chơi game? Thì tôi mới xong deadline rồi, phải cho tôi giải trí chơi game chứ. Giải trí cái gì? Anh Huy nói là phá cái ụ mối đó, mà nãy giờ một tiếng đồng hồ rồi ra đi đứng chơi game. Thì chơi xong rồi lát nữa phá không được hả? Phá nhanh đi, anh Huy đi, anh chửi bây giờ. Thôi, tôi chơi xong thì lát tôi phá. Nhanh lên. Giờ không phá tôi phá. Rồi, để tôi phá cho, khổ quá. Khoan, đừng có phá, giữ nguyên hiện trường, đừng có phá. Chỉnh ra, hai đứa nhỏ này, chỉnh ra.